Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những vấn đề nó liên quan tới di chúc và thừa kế. Chắc chắn thì sau cái thời gian dài rút kinh nghiệm thì tôi sẽ để từng một cái chủ đề riêng, ví dụ như chủ đề về dân sự, chủ đề về khởi kiện, chủ đề về di chúc và chủ đề về ly hôn, để khi quý vị và các bạn cần đến nó thì quý vị và các bạn sẽ vào những cái phần mà danh sách pháp để mình sẽ dễ hơn tìm nó, và mình sẽ dễ update những cái công nghệ thông tin, những cái kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về thời điểm phát sinh hiệu lực của di sản. Tôi có một người quen, anh bảo rằng là mẹ mất vào năm 2001 và bố anh thì mới mất năm 2017. Thì anh hỏi với tôi rằng là trong trường hợp này thì được thừa kế như thế nào. Thì sau khi mà giảng giải một hồi thì tôi mới hỏi anh về vấn đề là cái nhà đó là của ai. Thì anh bảo rằng là cái nhà đó là của ba mẹ tạm lập. Thì anh bảo rằng là mẹ anh chết từ năm 2001. Thì tôi mới hỏi rằng trước khi mẹ anh chết thì mẹ anh có cái di chúc hay không? Thì anh bảo rằng là theo như anh được biết thì nhà mẹ khi mất từ năm 2001 cho tới nay không có cái di chúc, và anh đảm bảo với tôi là không có di chúc. Rồi tôi lại hỏi rằng là thế khi ba mất năm 2017 thì có di chúc hay không? Thì anh trả lời tôi rằng là do anh đi làm ăn xa và cũng đã lập gia đình, cho nên cái việc mà ba anh có lập di chúc cho anh chị em nào đó thì anh không rõ. Thì hôm nay thông qua cái video này, tôi muốn quý vị và các bạn cập nhật thêm cái vấn đề thời điểm chia thừa kế. Trở lại cái vấn đề, cái ví dụ của một cái anh khách hàng của tôi, mẹ của anh mất vào năm 2001. Bây giờ mình lấy ví dụ là ngày 1 tháng 1 năm 2001 nha quý vị. Thì khi và mẹ anh mất năm 2001 thì chưa chia thừa kế, và thừa kế vẫn được những người mà quản lý di sản, anh chị em ruột của anh tiếp tục quản lý và chưa chia tài sản. Chưa chia tài sản cũng có nghĩa rằng là sẽ nhận tài sản. Sẽ ba trường hợp nha quý vị. Nó sẽ rơi vào ba trường hợp. Thứ nhất là mình sẽ từ chối nhận di sản. Thứ hai là mình sẽ nhận cái di sản và mình sẽ cho lại một trong anh chị em nào đó. Và thứ ba nữa là mình sẽ nhận và mình sẽ chia đều cho các anh chị em. Thực ra thì nói thì nó hơi khó, nhưng mà tại thời điểm đó mình sẽ ưu tiên cái di chúc. Và tôi cũng đã hỏi cái anh khách hàng rằng là mẹ anh chết thì theo anh từ năm 2001 cho tới năm 2018 là 17 năm thì có cái di chúc hay không? Thì anh bảo rằng không có di chúc. Thì quý vị và các bạn biết rồi, nếu không có di chúc thì sẽ chia theo hàng thừa kế. Và như vậy thì những người con ruột nè, và những người vợ, tức là mẹ của anh, và bố mẹ, ông bà ngoại sẽ được hưởng mỗi người một suất thừa kế. Tiêu cũng đã hỏi thì anh bảo rằng là ông ngoại bà ngoại thì đã chết rồi, thì cho nên tại thời điểm đó năm 2001 thì nhà chỉ có hai người con thôi, cho nên chia ra làm ba. Thì nguyên tắc chia là cũng dễ lắm quý vị và các bạn. Mình sẽ chia theo một cái di sản. Thì tài sản này là một nửa là của ba và một nửa là của mẹ. Thì nhà chỉ có hai người con, thì chia hai người con và mẹ nữa là ba.
thì toàn bộ sẽ chia ra làm 1 phần 2 của 3 để chia cho mẹ và hai người con, thì sẽ chia làm 3. Vậy thì anh được hưởng 1 phần 6 cái di sản này. Và di sản này cho tới thời điểm này thì chưa được chia nha quý vị. Chưa được chia thì anh có quyền thỏa thuận với các đồng thừa kế để mà mình chia. Và mình bây giờ nếu mà mình có thể nhận được bằng biệt hiện vật, tức là cái nhà đó, hoặc là mình thối lại cho cái anh chị em nào đó bằng giá trị, hoặc là bây giờ mình sẽ nhận được bằng quy đổi bằng giá bằng tiền mặt. Thì nguyên tắc mình sẽ làm bằng cách là bây giờ mình thỏa thuận trong anh chị em, sau đó thì mình sẽ đưa, nếu trong trường hợp không thỏa thuận được thì mình sẽ chia ra theo quy định của pháp luật. Thì cũng cái video hồi nãy, cũng cái ví dụ hồi nãy thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Giả sử thì gia đình họ có 5 người con thì mình sẽ tính như thế nào? 5 người con này thì chỉ có một người quản lý cái di sản, còn 4 người còn lại thì hai người không có ý kiến, còn hai người còn lại muốn chia thì có được chia hay không? Dạ thưa được. Trong trường hợp mình thỏa thuận với cái người trực tiếp quản lý di sản rằng là tôi định giá tài sản hiện tại là 5 đồng, thì nếu như trong trường hợp ba mẹ chết rồi thì bây giờ anh quản lý di sản, tôi thôi bây giờ như thế này, mấy anh chị em kia không có ý kiến, nhưng mà tôi thì tôi cần cái phần di sản này, cho nên thối lại cho tôi một suất thừa kế là 1 đồng. Nếu anh có cái điều kiện, anh có cái khả năng thì anh thối lại cho tôi được bằng tiền. Còn những anh chị em khác thì mình có thể không chia, hoặc đến khi nào mà người ta cần thì mình chia. Như vậy nha quý vị và các bạn. Trả lời một cái câu hỏi rằng nếu trong trường hợp các đồng thừa kế chỉ 5 người mà bây giờ chỉ có một người tranh chấp thì có thể chia được hay không? Thì xin thưa rằng vẫn có thể chia được. Một cái ví dụ thứ hai nữa, tại tôi lấy từ một cái thực tiễn của một cái hồ sơ thực tế mà tôi đã đi, là gia đình họ có tổng cộng là 7 anh chị em. Thì năm 1997 thì ba họ mất. Thì khi mà ba mà họ mất thì mẹ không biết như thế nào đó đã làm ra cái giấy tờ mang tên của mẹ và mẹ tặng cho lại một cái người con út. Thì khi mà mẹ mất thì phát sinh cái hàng thừa kế, thì lúc đó thì anh chị em ruột mới biết được rằng là tài sản này đứng tên cái người con út, và người con út này họ không đồng ý chia cho các đồng thừa kế. Trở lại vấn đề của mình là cái thời điểm phát sinh thừa kế, nó sẽ có hai thời điểm, là thời điểm ba mất. Thời điểm ba mất là thời điểm năm 1997. Đáng lẽ ba mất thì các anh chị em phải khai nhận di sản thừa kế. Và tôi nói rồi đó, có những cái để mà mình thể hiện cái ý chí của mình bằng văn bản. Mình có thể từ chối nhận di sản thừa kế, mình có thể nhận di sản thừa kế và mình cho lại cho họ một cái ai đó. Và mình cũng có quyền là không nhận di sản thừa kế và có cái yêu cầu là chia đều cho các anh chị em. Nhớ nha quý vị và các bạn, khi ba mẹ mình mất ở thời điểm, tại thời điểm nào thì tại thời điểm đó phát sinh thừa kế. Giống như cái ví dụ vừa rồi tôi ghi là ba mất năm 1997 thì tại thời điểm năm 1997 là đã phát sinh thừa kế. Tuy nhiên là cái ý kiến của các anh chị em là chưa có ý kiến thôi. Và đến năm 2004 thì phát sinh thừa kế là mẹ mất. Thì một lần nữa thì tại thời điểm này, nếu như mẹ còn cái tài sản thì mẹ sẽ chia đều cho các đồng thừa kế. Còn nếu như trong trường hợp mẹ có di chúc thì sẽ ưu tiên cho các di chúc. Còn cái phần di sản của người ba sẽ được chia cho
theo cái suất thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong cái video chương trình Dân ta phải biết luật ta thì mong muốn rằng quý vị và các bạn, tất cả mọi người dân Việt Nam đều được phải biết được những cái kiến thức pháp luật, mà đặc biệt là pháp luật về thừa kế. Như vậy, trong cái video này tôi sẽ đưa và tôi để những cái vấn đề nó liên quan về di chúc nè, về thừa kế nè, di chúc tài sản chung vợ chồng, những cái vấn đề hướng dẫn về di chúc thì tôi sẽ để nó vào một cái danh sách pháp, like please quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nếu cần thì chúng ta có thể lấy ra và để tham khảo, nó sẽ dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là video có những cái mặt hạn chế, và sắp tới thì tôi cũng muốn quý vị và các bạn có những cái đóng góp, có những cái câu hỏi liên quan với thừa kế, liên quan tới di chúc, và ngay cả những cái việc tranh chấp kiện tụng ở tòa án thì tôi cũng có thể giúp quý vị và các bạn trong một cái nhẹ nhất là tư vấn đi tòa nè, và làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý vị và các bạn trên tất cả những cái lĩnh vực trong đời sống xã hội, trừ hàng không và hàng hải nha quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.